của một người bạn của Hoàng Tôn, ca khúc của một người bạn tên là JC Hưng, ca khúc Bên Anh Đêm Nay, xin mời tên đứa ạ. Chẳng là say em, say nắng, say tình. Anh sẽ muốn nói anh tuyệt vời đêm nay. Có mong rằng ai sau lưng anh bờ vai này. Chào anh tin nhắn anh ngủ ngon. Và những ngóng đá kia xin giữ ở mãi đây. Sao anh mới biết em là tuyệt vời. No, đâu cần giống ai. Chẳng bao giờ lấy một lần để phút giây ngọt ngào. Sẽ không bao giờ tàn phai. Nàng là hơi ấm dịu dàng và xoáy tuyệt vời. Anh đang trên đôi hàng mi. Cho em xin em đêm nay, đêm nay, đêm nay. Cho em xin em đêm nay, đêm nay. Nếu có lỡ yêu nhau điều đó cũng bình thường. Anh biết người thêm không kiếm. Hay là cách cho nên em không chịu. Dịp dàng nhỏ nhưng mà khó hiểu. Người như vậy mà xin anh không phiếu. Hãy có đẹp say đẹp như mơ ảo muốn lại khỏi chi cha. Đêm nay em đẹp là vì anh. Nếu vì anh thì đêm nay anh muốn có vì sao em trên áo em hơn. Thế nhưng đẹp ở chỗ nào anh đã là đẹp. Thì em nói em sao. Cứ như vậy thì anh phải làm sao. Không còn có anh phải làm sao. Kể bên anh đây như đẹp lâu. Muốn làm sao chứ nó phải câu. OK, một ca khúc cuối cùng nữa nha. Xin mời gia đình của Tôn lên đây với lại Tôn được không ạ? Xin mời. Còn nếu không lên thì để Tôn xuống nó được. Mà hãy mời lên đây đi. Tại sao không lên đây? Ca khúc kế tiếp sẽ là dành cho em.